Đây để làm xi hồ dầu khỏi bám gạch bẩn vệ sinh sau này khổ. Đây, đầu tư mua chai dầu rửa bát bôi lên mặt gạch này mới là chuẩn bài này. Đấy, ốp lát tí là nhàn, vệ sinh mặt làm nhàn. Đấy, mua hẳn can 5 lít, 2 lít, 5 lít là thoải mái. Hôm qua trong trong hộp gạch có một viên vỡ đây đúng không? Ừ, bám luôn. Mai ông chủ nhà bảo có hao hụt đấy, nó có bằng chứng gì. Còn mai cứ đổ cho anh em mình có động gì. Anh em mình nhận gạch thôi và úp nát thôi. Đấy, đây các bác nha, bôi hồ dầu nha. Cam kết là hồ dầu cái thứ tràn thoải mái, gạch không ộp. Bôi hồ dầu à? Không, mà bôi hồ dầu ở dưới ấy, sợ như cái bôi ít thì là ộp ấy, bôi nhiều thì nó tràn lên mặt thì vệ sinh không được, cái gạch nhôm nhem ấy. Đây thì là mình bôi ấy lên, bôi nước rửa bát lên. Đây, lau mặt gạch này. Đấy, để làm sao mà hồ dầu thì đảm bảo đủ chắc chắn cái góc của tay trái. Đấy, tư vấn thực tế luôn. Đây là ốp lát gạch đấy, áp dụng vào tất cả các loại gạch men luôn.